Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần. Nó sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp cho mọi người có thể dễ dàng chọn ra phong cách chiến đấu cho các Pokemon mà các bạn yêu thích. Thế là đã gần trọn một tuần khi Regulation Age được khởi tranh. Không biết mọi người đã có những chiến thắng hay là niềm vui nào cùng với các Pokemon mà các bạn yêu thích chưa? Để giúp mọi người cùng với các cộng sự có những chiến thắng vui vẻ thì ở tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một Pokemon đặc biệt với vẻ ngoài Rich Kid. Và Pokemon chào đón chúng ta ngày hôm nay đó chính là Kodango, một cậu ấm đích thực trong thế giới Pokemon. Vậy hãy cùng nhau tìm hiểu về sức mạnh lấp lánh ánh kim của Kodango trong đấu trường VGC hiện nay nhé. Đầu tiên là tổng quan về sức mạnh. Kodango được biết đến là một Pokemon rất thân thiện, hòa đồng và sẽ nhanh chóng kết bạn với bất kỳ ai. Tuy nhiên khi chiến đấu, đây vẫn sẽ là một Pokemon rất hiếu thắng. Kodango sẽ áp đảo đối thủ bằng cách bắn đồng xu vào đối phương liên tục. Cơ thể của nó cũng được cấu tạo từ những đồng xu bằng cách ép chặt vào với nhau, giúp nó chịu được sát thương từ những đòn đánh của kẻ thù rất tốt. Điều này cũng được thể hiện rõ qua các chỉ số của nó. Với mạng tấn công đặc biệt là 133, thì Pokemon này sẽ là một tay xả tiền cực mạnh vào mặt đối thủ. Các chỉ số khác của Pokemon này cũng rất ổn định khi mà khả năng phòng thủ đều được đảm bảo, với cả hai chỉ số thủ vật lý và thủ đặc biệt, cùng với sinh lực đều nằm ở mức khá. Về tốc độ thì chưa quá nhanh, nhưng với tốc độ trên của cậu vàng cũng đủ để vượt mặt đa số các Pokemon khác trong đấu trường hiện nay. Về đặc tính, là một cơ thể vàng nguyên chất, Kodango có cho mình một khả năng đặc biệt, cũng rất là vàng, đó chính là Gudesco. Với đặc tính này thì Kodango sẽ là một Pokemon cực kỳ khó hạ gục, bởi nó có thể vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng xấu từ đối phương. Điều này cũng giúp cho khả năng tấn công lẫn phòng thủ của nó đều được đảm bảo, cũng như là nó sẽ không bị quấy rối bởi các Pokemon hỗ trợ cực kỳ khó chịu hiện nay. Về hệ của Pokemon thì Kodango mang trong mình song hệ thép và ma. Song hệ này là song hệ mang cho cậu vàng khả năng phòng thủ rất tốt khi có thể kháng được 9 hệ là bay, đá, bọ, thép, cỏ, siêu linh, băng, rồng và tiên. Cùng với đó là miễn nhiễm cả 3 hệ là thường, giác đấu và độc. Tuy vậy thì song hệ của Kodango vẫn sẽ bị khắc chế bởi 4 hệ là đất, ma, lửa và bóng tối. Về mảng tấn công thì song hệ này sẽ có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên các hệ như là đá, băng, tiên, ma và siêu linh. Và những hệ trên cũng là những hệ có Pokemon khá thông dụng trên đấu trường hiện nay, cho nên việc sử dụng Kodango ở mảng tấn công sẽ là một chiến thuật vô cùng hợp lý. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, từ những thông tin trên mà chúng ta đã biết từ Kodango, có thể nói cậu vàng là một trong những Pokemon cực kỳ mạnh mẽ, với rất nhiều điểm mạnh, từ mặt chỉ số, đến đặc tính, hay là song hệ, mà Pokemon này sở hữu đều rất được ưu ái. Nếu có thể tìm ra một điểm yếu của Pokemon này, thì có vẻ đó chỉ là tốc độ, còn lại thì nó gần như là rất hoàn hảo, và chỉ có thể là nhà huấn luyện chưa vận dụng được hết sức mạnh của Pokemon này mà thôi. Đối với lối chơi của Kodango, một Pokemon đã sẵn mạnh mẽ với khả năng tấn công cao và khả năng phòng thủ đều rất tốt, thì đơn giản Kodango sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công đặc biệt trong đội hình và có thể trở thành tiên phong trong việc tấn công, hoặc là một Pokemon kết liễu và cuối trận đều được. Để đảm bảo khả năng sát thương mà Pokemon này gây ra, mọi người có thể tận dụng được bộ chiêu thức đa dạng của nó, ví dụ như là chiêu Nasty Plot để gia tăng sát thương có thể gây ra cho kẻ địch. Kết hợp với việc nhờ đồng đội để tạo ra tường chắn sẽ hỗ trợ thêm khả năng phòng thủ cho Pokemon này. Về đồng đội đi cùng thì Grimmsnarl sẽ là một lựa chọn mà tụi mình ưu tiên, với khả năng hỗ trợ nhờ khả năng dựng tường và quấy rối cực kỳ tốt khi mang trong mình đặc tính Prankster. Reflect giúp cho bản thân và đồng minh giảm 34% sát thương vật lý trong đấu đôi. Light Screen sẽ hỗ trợ giảm 34% sát thương đặc biệt trong 5 lượt cho bản thân và cả đồng minh. Parting Shot sẽ là một chiêu thức quấy rối rất tốt nhờ vào khả năng giảm một bậc hai khả năng tấn công vật lý và đặc biệt của kẻ địch. Kèm theo đó là nó có thể giúp thay đổi Pokemon cho nhà huấn luyện một cách nhanh chóng. Paylipper sẽ là một Pokemon hỗ trợ tạo thời tiết trời mưa với khả năng giảm sát thương từ các chiêu thức hệ lửa, vốn là khắc tinh của Kodango, cùng với khả năng tạo lợi thế về tốc độ, giúp cho Kodango có thể khắc phục điểm yếu về tốc độ của mình. Cũng như đây sẽ là một Pokemon tấn công đặc biệt khá là mạnh trong trời mưa, với chiêu Tailwind là chiêu giúp tăng tốc độ cho cả đội hình trong 4 lượt. Wygo giúp bảo vệ đồng minh và bản thân khỏi những chiêu tấn công đa mục tiêu. Rillaboom sẽ đảm nhiệm vai trò là một Pokemon tấn công vật lý khá tốt trong đội hình, với khả năng tạo ra môi trường cỏ, giúp giảm một nửa sát thương từ chiêu hệ đất như là Earthquake, khắc chế của Kodango. Crushing Glide là chiêu thức tấn công khá mạnh, có thể trở thành một chiêu thức ưu tiên khi sử dụng trong môi trường cỏ. Fake Out sẽ là chiêu thức có khả năng làm choáng đối thủ, giúp đồng minh tận dụng được khoảng trống khi tấn công. U-turn sẽ là đòn tấn công có thể giúp cho các Pokemon khác ra sân an toàn. High Horse Power sẽ là chiêu thức dùng để chống trả lại những Pokemon mang hệ lửa, thép hay là độc, trong đó cũng là một số khắc tinh của Kodango luôn. Hai Pokemon còn lại có thể lựa chọn những Pokemon mạnh mẽ trong thời tiết mưa, ví dụ như là Acheludon, hoặc là một đấu sĩ vật lý mạnh mẽ như là Annihilate.
về chiến thuật. Với những thông tin mà tụi mình đưa ra kết hợp với đồng minh mà tụi mình đã lựa chọn, thì tụi mình sẽ cho Golden Go chơi theo chiến thuật như sau. Vì là một Pokemon khá đa năng nên tùy vào đối thủ mà chúng ta có thể để cho Golden Go ra sân trước hoặc là sau để tấn công, và kết hợp chung với một trong những Pokemon như là Crimsnow. Khi chúng ta gặp những đối thủ đang mạnh ở việc tấn công chớp nhoáng thì Crimsnow sẽ có thể dựng tường bảo vệ. Pelipper khi gặp những kẻ địch hệ lửa hoặc có thể tạo ra thời tiết khác. Còn nó sẽ đi chung với Rillaboom để gia tăng khả năng phòng thủ nhờ vào khả năng phục hồi của môi trường cỏ. Khi bị giảm chỉ số thì có thể sử dụng chiêu Nasty Plot để gia tăng lên lại, kết hợp nhuần nhuyễn với đồng minh để tối ưu khả năng tấn công và giảm các điểm yếu của Pokemon này. Về điểm yếu chiến thuật, dựa vào điểm yếu của Golden Go thì Pokemon này cần được chúng ta chú ý về mảng tốc độ nhiều hơn. Còn lại thì điểm yếu chỉ có thể xuất hiện ở các đồng đội mà chúng tớ lựa chọn cho Golden Go. Ví dụ như thời tiết sẽ bị đối thủ đè lại, nhất là trời nắng, khi mà những Pokemon hệ lửa rất mạnh và có thể hạ gục Golden Go trong đòn duy nhất đang cũng khá thịnh hành hiện nay. Điển hình như đó là Torkoal, hoặc việc tính toán sai cách đã khiến cho đồng minh không thể giúp tối ưu và bảo vệ cho Golden Go. Về việc xây dựng sức mạnh, ở mảng EV thì tụi mình sẽ gia tăng 124 điểm vào tấn công đặc biệt để tăng sức mạnh từ các đòn tấn công đặc biệt cho Golden Go. Phần còn lại chúng ta sẽ chia lần lượt 244 điểm vào sinh lực, 4 điểm vào thủ vật lý và 36 điểm vào thủ đặc biệt. Còn 100 điểm còn lại sẽ gia tăng vào tốc độ để giúp Golden Go có thể tấn công trước một số Pokemon nhất định, cũng như là khi đối đầu với những con Golden Go khác bên đối thủ. IV thì ở mảng này chúng ta sẽ nâng full chỉ số từ tấn công vật lý ra để tránh trường hợp bị confused hoặc là bị tấn công bởi chiêu foul play. Về đặc tính thì nó chỉ có duy nhất một đặc tính cực kỳ tốt, đó chính là Good Exco mà thôi. Về tính cách nên chọn thì vốn đã mạnh ở mảng tấn công đặc biệt sẵn thì Modest sẽ là tính cách tụi mình lựa chọn để giúp sát thương của Golden Go được tăng mạnh hơn, vì nó gia tăng thêm 10% khả năng tấn công đặc biệt, cùng với đó là giảm 10% mảng tấn công vật lý, vốn là mảng không quá quan trọng đối với Golden Go, và giảm sát thương khi Golden Go gặp phải những đòn tấn công như là foul play. Về trang bị, đối với Golden Go, chúng ta có hai trang bị mà mọi người có thể lựa chọn. Một là Leftover với khả năng phục hồi 1/16 HP mỗi cuối lượt. Đây sẽ là trang bị nên dùng nếu các bạn muốn Golden Go có thể đảm bảo được khả năng trụ sân tốt bằng cách phục hồi sinh lực ở mỗi lượt. Khác với Leftover thì Metacross sẽ là trang bị thích hợp giúp gia tăng sát thương cho chiêu thức độc quyền hệ thép của nó là Magic Rain, vốn là chiêu thức cực kỳ mạnh và cộng thêm stat chính của Pokemon này. Về hệ Terra thì cậu vàng Golden Go đã là một Pokemon khá tốt ở mảng phòng thủ vật lý, nên khi có cho mình Terra hợp lý sẽ giúp cho Pokemon này có khả năng sống sót và tạo thêm nhiều đột biến cho trận đấu. Tụi mình sẽ có hai hệ Terra được lựa chọn một cách tốt nhất dành cho Pokemon này. Hệ nước giúp giảm sát thương từ chiêu thức hệ lửa và bình thường hóa sát thương hệ đất, vốn là khắc tinh ban đầu của cậu vàng. Hoặc Terra hệ thường là sự lựa chọn giúp cho Golden Go miễn nhiễm sát thương từ hệ ma, tuy vậy thì nó sẽ nhận sát thương thuần từ hệ lửa, đất và bóng tối. Về chiêu thức nên mang theo thì Magic Rain chắc chắn sẽ là chiêu thức tấn công chính của Golden Go, với khả năng gây sát thương rất cao cùng với khả năng tấn công diện rộng, tuy vậy sẽ bị giảm một bậc tấn công đặc biệt sau khi sử dụng. Shadow Ball là chiêu thức stab hệ ma của cậu vàng với đầu ra sát thương tốt nhất của các chiêu hệ ma. Nasty Plot là chiêu thức giúp gia tăng hai bậc tấn công đặc biệt, làm gia tăng lượng sát thương mà Golden Go gây ra, hoặc có thể dùng để khôi phục lại chỉ số sau khi đã sử dụng chiêu Magic Rain. Protect là chiêu thức giúp bảo vệ bản thân trong những tình huống nhất định, điều này sẽ có thể mang lại lợi thế hoặc là đoán được nước đi tiếp theo của đối thủ. Và tiếp theo đây sẽ là một trận thực chiến để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về Golden Go. Bên đối thủ đang có một vài cái tên khá đáng sợ đối với Golden Go, có lẽ đó chính là Ursaluna Blood Moon, một con Golden Go khác, Dragapult cùng với lại Dragonite. Với việc Ursaluna là hệ đất, cùng với lại đặc tính của nó cũng khiến cho những chiêu hệ thường của nó đánh vào được Golden Go luôn. Cho nên thì chúng ta nên mang theo Crimsnow để dựng tường, tăng sức chống chịu cho Golden Go. Vì thực ra không có những Pokemon hệ lửa cho nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng mà mang theo Pelipper làm gì. Cộng với lại về tốc độ thì bên đó đang có Dragapult là nhanh nhất, có lẽ là nhanh nhất trong format này luôn. Cho nên để mà nói thì chúng ta nên cố gắng xử lý được con Dragapult đó nhanh nhất có thể. Còn lại thì vẫn phải coi là bên đó cho ra hai con gì đầu tiên. Theo tôi nghĩ thì bên đó sẽ cho Dragapult sẽ là chủ lực trong trận này để mà có thể hạ gục được Golden Go của chúng ta. Hoặc cũng có thể bên đó sẽ mang theo Golden Go đi đấu với Golden Go chăng?
Và hai Pokemon đầu tiên bên kia chính là Dragonite cùng với Lucario. Cả hai Pokemon này là tấn công vật lý. Trước tiên thì chúng ta sẽ sử dụng Fake Out để có thể vô hiệu hóa Dragonite trong lượt đầu, nếu nó không có Inner Focus nha. Và dựng tường Reflect trước, vì Reflect sẽ tăng khả năng chống chịu mảng vật lý. Đối thủ đã sử dụng chiêu Final Gambit, gây ra một lượng sát thương bằng với sinh lực của chính mình và hy sinh. Cũng may là sinh lực của Grimmsnarl nó cũng cao hơn Lucario một chút, chứ nếu không là chúng ta sẽ mất Grimmsnarl ngay lượt này rồi. Dragapult đã ra sân. Chính xác thì bên kia chắc sẽ sử dụng Dragapult làm chủ lực tấn công cho lượt này. Oh my god, con Dragonite bên kia đang có Inner Focus chứ không phải là Multi Scale, cho nên nó sẽ không bị flinch bởi động bay cao của chúng ta. Hiện tại thì tình hình đang khá căng thẳng vì không thể nào cho Golden Go ra lượt này được. Dù đã dựng tường bảo vệ mảng vật lý nhưng chúng ta vẫn không... Nếu gây ra lực lượng sát thương như vậy thì có vẻ con Dragapult bên kia đang có đặc tính Infiltrator, gây sát thương xuyên qua các tường bảo vệ cùng với lại Substitute luôn. Có vẻ là vậy. Bình thường thì Dragapult sẽ mang theo đặc tính Clear Body, nhưng mà để gây ra một lượng sát thương như đó mà đã dựng tường rồi thì chỉ có thể nó mang đặc tính Infiltrator thôi. Chúng ta sẽ bảo toàn Rillaboom để giữ lại một lượt được fake cao. Và Golden Go sẽ ra sân lượt này. Và bên kia chắc vẫn sẽ sử dụng chiêu Dragon Dart. Chính xác là vậy. Ôi, với sát thương kiểu này thì bên kia chắc chắn Dragapult là đặc tính Infiltrator rồi. Dark Pulse sẽ nắm vào Dragapult, rút đi một lượng lớn máu của Dragapult. Và Dragonite đã sử dụng chiêu Earthquake. Hơn là chúng ta đang trong môi trường cỏ nên chiêu Earthquake bị giảm đi một nửa sức mạnh. Chứ nếu không thì chiêu Earthquake này sẽ rất là đáng sợ đối với Golden Go cùng với lại con Acheludon của chúng ta. Đến lúc Terra rồi. Lúc này thì chúng ta sẽ Terra cho Dragapult thành hệ cỏ để có thể kháng được sức mạnh của chiêu Earthquake. Nhờ vào đặc tính Stamina thì cứ mỗi lần dính chưởng Acheludon sẽ được tăng thêm một bậc phòng thủ vật lý, nên cũng không quá đáng sợ. Và chúng ta đã hạ gục được Dragapult trong lượt này. Vĩnh biệt đi nỗi sợ của chúng ta. Có vẻ như Dragapult bên kia đang theo hướng tấn công vật lý nên họ không mang theo cho Dragapult chi hệ ma nào. Giờ đây bên kia vẫn còn một Pokemon nữa và chúng ta không biết là... Ui, Golden Go dính đòn chí mạng của chiêu Earthquake rồi. Dù dính chí mạng nhưng cũng hơn là nó còn một máu. Giờ đây thì chúng ta chỉ có thể hy vọng là Acheludon sẽ cố gắng xử lý được con Dragonite bên kia. Dù sao thì bên kia vẫn còn một Pokemon nữa và tôi chắc chắn đó có lẽ là Ursaluna. Chính xác là vậy. Đối thủ sẽ không thể nào bỏ qua việc Ursaluna là khắc tinh của Golden Go cùng với là Acheludon trong đội hình của chúng ta. Giờ đây thì chúng ta chỉ có thể hy vọng Rillaboom có thể sử dụng Crash Decline và cấu đi một phần máu của Acheluna mà thôi. Nhưng con Acheluna này thì khả năng phòng thủ của nó cũng khá là tốt, cho nên thật khó để mà có thể hạ gục được Acheluna trong một đòn Crash Decline. Electro Shot đã nhắm vào Acheluna. Hơn là ngay lúc này nó đã Terra và mất hệ đất, chứ nếu không thì chiêu Electro Shot này chúng ta cũng vô nghĩa. Thật không may là chiêu Paper Voice của Acheluna quá mạnh và nó tiễn luôn hai Pokemon chúng ta về chính suối. Giờ thì chúng ta chỉ còn lại có mỗi Golden Go mà thôi. Thật ra về tốc độ thì Golden Go là 84, còn Dragonite là 80. Trên lý thuyết thì chúng ta hơn hẳn Dragonite 4 điểm, nhưng không biết là Dragonite bên kia có đầu tư về mảng tốc độ hay không. Hơn là Golden Go mang hệ ma cho nên là chiêu Extreme Speed không có tác dụng với lại hệ ma, nên lúc này là so về tốc độ rồi nè. Nếu Golden Go nhanh hơn thì chúng ta có khả năng sẽ thắng. Chính xác là Golden Go đã nhanh hơn và chúng ta có thể kết liễu được cả hai Pokemon của đối thủ. Và chiến thắng đã thuộc về chúng ta. Một bàn thua trông thấy. Trận đấu kết thúc.
sự ưu ái là một Pokemon thứ 1000 trong thế giới Pokemon. Cậu vàng Goldengo mang trong mình những khả năng rất tốt và dường như rất ít có điểm yếu nào. Với sức mạnh từ những đồng tiền vàng, Goldengo sẽ có thể là một đối thủ khá nặng ký khi Pokemon này liên tục ném đồng xu vào kẻ địch và có thể hạ gục bất kỳ kẻ thù nào một cách nhanh chóng. Là một Pokemon rất mạnh, lại còn rất dễ sử dụng trong chiến đấu. Trong đấu trường VCC sắp tới đây, chắc chắn cậu vàng Goldengo sẽ là một đồng minh không thể nào bỏ qua. Từ những nhận định trên, thì tụi mình sẽ đánh giá cho Goldengo là 5/5 sao qua sức mạnh lấp lánh ánh kim mà cậu vàng mang lại. Ở trên là toàn bộ thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của các Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn gì thiếu sót về Pokemon này, các nhà huấn luyện hãy cho tụi mình biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên thì các bạn có thể đưa ra những Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!